Chào cả nhà, hôm nay mình làm cái clip ngắn này chia sẻ với các bạn là mình đi đến trường học. Hôm nay nói là trường học chứ đi cái chỗ đó là nó dặn nó giới thiệu việc làm cho mình đó mà. Thì khi mình đi về thì trời nó chuyển mưa, mình chạy đoạn tới đây thấy nó bớt mưa, xong mình thấy hai đây có cây bom thì mình đứng lại, xong mình quay cái đoạn chút xíu này và mình đoạn này, khi mà đoạn đường về nhà mình đây, từ ngoài chỗ trường học mình đi về nhà khoảng hai cây mấy ba cây số các bạn. Thì thường thường mình đi ra ngoài trung tâm này thì mình ít đi xa lắm, tự gần nhà mà mình đi xe đạp thôi, thì đạp xe đạp cho nó khỏe mà, vừa đạp xe đạp cho nó như tập thể dục luôn mà đó. Thì cái đoạn đường ở đây các bạn thấy không, ở đây thì cái đường mình đi nó cũng rất thoải mái, yên tĩnh lắm đó, các bạn thấy không, cái đường đi xe đạp đấy với lại cái đường xe hơi ở ngoài nó riêng biệt nhau, nó không có chung, nó cách nhau cái một cái lề đường vậy đó. Cái đường đây là đường đi xe đạp với lại đường người đi bộ, với lại cái xe mà những cái xe mô phê mà dưới tốc độ dưới 30 cây số giờ á, đó là được chạy trên đường này. Còn những xe mô phê lớn hơn thì chạy 45 đỡ lên á, thì chạy dưới đường dưới đó là nó phải có bảng số. Còn những xe chạy trên này thì những xe mà dưới 30 thì nó không được bảng số đó, là đây nó là quy định như vậy. Thì các bạn thấy ở đây đường đây nó rất là yên các bạn, nó chạy đâu nó vắng vẻ, rồi chạy nó không có phức tạp như ở Việt Nam mình đâu. Đây các bạn thấy hai bên đường đây là coi như những cây bom, cây lê rồi á, nhiều lắm. Đây dài bên đường, hai bên đường đây những khu nhà là villa rồi không các bạn, hai bên lề đường này đó. Trước cái dom của mình đây là cũng có là cái chỗ cái nhà băng nhỏ ở đây nè, nó nằm ngay đây, nó có một cái hai băng nó nằm ở đó để cho người ta rút tiền đó. Đó đây là những cái đoạn đường, đương nhiên là mình nếu mà mình đi học thì từ mình đến đây đó, mình chạy tới đây cái tay mình nó cầm cái điện thoại viết nhờ tiền, chạy một tay chạy xe đạp mà chạy tay cầm thì nó hơi nó cũng mỏi phải không, rồi xong mình ngừng lại mình giữ cái tay lại, mình đâu có giống như mấy đứa trẻ mà buông hai tay rồi cầm chỉnh đâu, phải ngừng lại cho chắc ăn, té một cái xong luôn à, lớn tuổi rồi. Xong mình chạy xe đạp chạy về tới đây đó các bạn, đoạn đường này á, hai bên cái này là nó toàn là nhà villa các bạn, đây là những nhà này là nhà villa của các bạn. Và villa thì nó có dân cái đất nó rộng như mảnh đất vậy đó. Cái đoạn đường này là đoạn đường mình thường là để mình đi học đi rồi đi đường này, nó gọi là ngày xưa đó là ngoài đi ra ngoài đó là gọi là trung tâm đó, bây giờ nó là cũng gọi là trung tâm đó, nhưng mà bây giờ những cái khu mua sắm lớn đó thì nó dời về ở trong bên đây rất luôn rồi đó, cái chỗ mà trung tâm mua sắm mà mấy bữa trước là mình cũng có quay những cái clip cho bạn coi đó. À, đó cái khu này là khu trung tâm từ xưa giờ đó, giờ đường mình chạy đây là giờ đó, các bạn tới đây các bạn thấy không, là nó qua bên đây là chạy vô đường trong rồi nè, đó đường này là đường trong, nó không có xe chạy trên đường này đâu, chỉ có mấy nhà ta vô đây xe ta đậu ở đây của nhà chúng ta thôi. Đây là nhà, đây là nhà villa của các bạn, những nhà hai bên này là toàn nhà villa không mà nó có cây có bom đồ này nhiều lắm. Đường để chạy thoải mái và yên không các bạn thấy không? Đó đây nhà này quá đẹp luôn các bạn thấy không? Đó cái nhà này nó tỉa cây rồi tỉa đồ coi như hết theo, rất là đẹp. Nói chung là bây giờ nó cũng qua tới 9 10 bắt đầu là nó qua tới gần sắp bị qua tới mùa đông nữa rồi,
chín là bắt đầu qua mùa thu rồi, gió rồi lạnh rồi. Mùa thu thì lá vàng rụng, lá nó rụng hết rồi, phải qua cái mùa thu đi quay cho các bạn coi là nó lá nó vàng hết các bạn, đẹp lắm. Đây đây là Ica, đây cái chỗ này là Ica, chỗ này là mình gần nhà mình thì nó bán đủ đồ ăn rồi đó, có thịt cá rau quả củ vậy đó, nó bán đầy đủ lại đó. Gần chúng mình cũng có cái chỗ nữa mà cái chỗ ly đề ấy, là nó gần cũng gần chúng mình, cái khu trước mặt mình đó các bạn thấy đây là chỗ là những nhà villa của các bạn thấy không đó, nhà chỉ vào đây những nhà là nhà villa không. Những cái khu bên này, khu bên tay phải mình đó là đó, khu này khu giờ còn nhà villa không các bạn. Bên tay trái mình là cái Ica, trước mặt bên tay trái nữa là nó là đó, nó chỗ mấy cái xe đậu nó dài đó là nó Rawwood đó, là những cái nhà mà dính liền nhau, nó gọi kêu đây nó kêu gọi là Rawwood đó. Đây những cũng là những cái khu villa không hiểu bạn, nó có gần như những cái nhà, mỗi cái nhà nó có cái bờ rào của nó hết, villa đây từng cái đây, mấy nhà đây đắt lắm bạn ơi, mười mấy triệu không các bạn, nó rẻ đâu. Đó, đây là toàn mấy cái nhà, đây là nhà villa, còn mình thì ở Legan Hát các bạn ơi. Trời tôi đâu có thấy chuyển đèn hết đâu. Đó, mình chạy trong cái đường, bây giờ đây nó chạy yên tĩnh các bạn thấy không, đi ngoài đường đó không có thấy nhà người ta, các bạn thấy không ai ở ngoài đâu, trong nhà hết à. Đây á, đây là vậy thôi đó. Bên tay trái mình đây là cái chỗ là cái nhà trẻ, đây nhà trẻ coi như là mấy đứa trẻ nó dần về, nó về hết rồi, cũng ngoài kia về đây cũng khoảng 3 giờ mấy chiều rồi, đây mấy 4 giờ chiều rồi đó, giờ mình chạy trên đường này về nhà đây. Các bạn thấy đây, ở đây rất là im yên tĩnh, nhà ai nấy ở các bạn ơi, cũng giống như miền Nam mình đâu, đây coi như là ít có ai mà ra ngoài, đấy, chỉ có mấy những đứa trẻ thì khi nó ra ngoài nó chơi vui với nhau thôi, chứ còn đây cũng có những cái barrier này là nó để cản mấy cái xe mô pia mà nó mấy đứa trẻ nó chạy ào đó, cấp cho mấy cái xe hơi chạy vô đường này. Đây là những cái cầu chui ở trên là đường ở trên đó, là đây nó có cái cầu chui lọc những cầu chui qua đó, đây là những cái lều hết thời xưa mình cũng ở bên đây. Giải này là nó cũng hơi cũ rồi các bạn, mà thấy nó mới lắm không, đây là cũ lắm rồi, chơi lâu rồi, mấy chục năm rồi các bạn. Ở đây mới xây nhà kiên cố lắm các bạn ơi. Đó. Cái khu đó mình chỉnh, nếu mình đi thẳng nó cũng được, nhưng mà bây giờ đằng đó nó đang làm cái đường lại, đây là mình vẽ dưới đường này. Đây thì những cái khu như vậy nè, nó có những cái chỗ cho mà con nít chơi đó. Cái khu này thì nó có cái sân như thế này, những cái chỗ gì đó, như cái này là cho những nít nó chơi xích đu rồi nó ra nó chơi bãi cát đó, nó làm sẵn gì cho những đứa nít chơi đó mà. Đó. Đây nhà nó khu vậy nè, các bạn thấy rất yên tĩnh. Thấy không? Không có ai ở ngoài, còn chỉ mấy đứa trẻ nó chơi ngoài thôi, chứ còn người lớn mà khi nợ là coi các bạn thấy có ai ở ngoài đâu. Không có ai ở ngoài hết. Toàn bộ ở trong nhà hết. Bởi vậy nên ở đây á, mùa này là mùa hè rồi thôi, chứ nó còn vậy chứ đâu, mùa hè mấy bữa không nóng á, thì người ta còn ra ngoài phơi rồi, mấy bữa nay bắt đầu là ta ở trong nhà hết rồi. Mùa đông cũng vậy, đi đâu đi làm về được cái gì, bữa nay mới về cái nhà rồi đóng cửa lại thôi, không có ai mà ở ngoài đâu. Đó, thấy bạn thấy không, rất là yên tĩnh các bạn. Đây là cái là mình chạy qua đây thì ra cái dãy sau nhà sau này là mình ở cái dãy, cái dãy sau này đây, những cái dãy vàng vàng này đây, cái dãy này là mới hơn mấy dãy kia bạn, cái này nó là nó xây dựng sau mấy cái dãy bên đó bên kia vừa rồi đó, cái dãy trước mặt mình đó. Ở đây cũng có nhiều cái cây bôm cây rồi đây bạn, đó bên đó đó các bạn đấy thấy trước mặt đó, đó là những cây bôm cây lê đó mà ít ai ăn đúng không ạ?
nay là mình ở cái giải đằng trước cái giải này đó, những cái giải vậy nó làm gì nè, giải vậy vậy đó 6 tầng đó, đây là đó, cái này cái giải này là cái giải trước trước nặng giải nhạc của mình đó. Và đây nó làm mấy cái barrier này để cho mấy cái xe không có chạy vô mà. Đây là những cái nhà đó có lan can ở ngoài thấy không? Các bạn thấy không? Bãi để xe này ở dưới. Đó mình cũng để xe ở dưới này đó mà. Mình ở trên cái giải này. Đó thì đây là coi như mình chia sẻ với bạn thì cũng đây là cái kết thúc rồi, từ cái đường đó, từ ngoài chỗ mình học ngoài trung tâm đó đi về nhà mình tới đây á khoảng 2-3 cây số mình đi xe đạp các bạn. Bình thường là mình đi xe đạp thì cho nó khỏe. Rồi thì clip này á thì tới đây mình cũng xin kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha. Các bạn hãy thấy yêu thích mình thì hãy cho mình một like ha, đừng quên đăng ký kênh DTB Switzerland để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha. Bye bye, chào các bạn. Chào tất cả các bạn nha.